Hợp xin chào tất cả các bạn và bà con. Thì ở video trước là Hợp có dùng phân heo để nuôi con trùng quế các bạn. Thì không biết ngày hôm nay là nó có hiệu quả hay là không, trùng quế nó có ăn hay là không. Thì để Hợp vào quay cho các bạn xem. Quay cho các bạn xem. Đây các bạn. Đây. Đây là cái phân heo. Cái đang đăng này các bạn, là phân heo. Hình như có con gà nó vô đây nó bươi các bạn ơi. Nó bươi như vậy nó. Nó bươi mà nó ăn hết con trùng này thôi rồi. Rồi, để Hợp bươi lên cho các bạn xem có trùng quế nó ăn không. Còn không có các bạn ơi. Ồ, thật sự là trùng nó không ăn cái phân heo này các bạn. Phân heo này các bạn. Cho nên là cái việc mà chúng ta dùng trùng quế để xử lý cái phân heo thì nó không được, là không thành công rồi. Hầu như là thấy có dồi trong này các bạn, có con gì mà nó cứ nhồi nhồi lúc nhúc này bạn đã không? Lúc nhúc. Em tìm trùng quế cho các bạn xem. Đó, trùng như này các bạn. Đó, các bạn bên này thì hợp để đổ phân trâu các bạn. Phân trâu thì trùng quế nó ăn rất là tốt. Thì đối với cái việc mà dùng phân heo để nuôi trùng quế thì thật sự là không không được các bạn ơi, không được. Chúng ta chỉ có dùng phân phân trâu hoặc là phân bò thôi. Phân trâu hoặc phân bò, nhưng ở đây là phân tươi các bạn nhé. Phân tươi tức là phân mà con bò nó mới vừa ị ra. Nó còn tươi như vậy. Chứ để khô quá là nó mất cái độ tươi nới, con đục vế nó không ăn. Thì như vậy là hợp thí nghiệm cái việc mà dùng phân heo để nuôi con trùng quế thì nó không đạt, không đạt. Cho nên là các bạn nào mà nếu mà dùng trùng quế mà dùng phân heo để nuôi con quế thì khi mà xem video này thì các bạn lưu ý giùm Hợp là chúng ta sẽ không ứng dụng được. Đó. Không ứng dụng vào nuôi được. Em bơi đâu. Đó, trùng quế đó các bạn. Không biết cái trùng này là trùng trùng quế lai hay không mà thấy nó to ghê đó các bạn. Trùng nó to mà nó không có đỏ đỏ như con trùng quế bình thường. Thì Hợp nghĩ chắc con trùng này trùng lai rồi. Trùng lai rồi. Thì để cái này là sinh của người quen các bạn, cho nên là chúng ta không có đòi hỏi được. Thì hôm bữa là có một gốc ở trong đó thôi. Ngày hôm nay Hợp đã nhân ra là với diện tích là hầu như là gần được nửa nửa ao rồi. Nửa ao là đâu đó khoảng hơn 30 vuông. Hơn 30 vuông. Thì hình thức cho ăn thì chủ yếu là phân trâu các bạn. Phân trâu. Phân trâu này là đi sinh các bạn ơi. Chứ trại của Hợp không có trâu hoặc bò. Đi sinh để nuôi. Đó. Thì các bạn biết là trùng quế thì cái hàm lượng protein nó chiếm là 80% trên cơ thể của nó. Cho nên là cái lượng dinh dưỡng rất là nhiều. Khi mà chúng ta dùng cái con trùng quế này cho con gà, cho vật nuôi của chúng ta ăn thì tôi nghĩ nó phát triển rất là tốt. Thứ nhất là khỏe nhanh lớn, thứ hai là sức đề kháng tốt, và thứ ba nữa cho cái lượng thịt. Nếu như chúng ta nuôi gà thịt thì chắc chắn là gà thịt ngon, và nếu như chúng ta nuôi gà đẻ thì chắc chắn cái trứng nó sẽ chất lượng hơn. Thì đó là cái việc mà nuôi trùng quế để ứng dụng vào trong chăn nuôi. Thì Hợp chia sẻ với các bạn như vậy. Thì tóm lại trong video này Hợp muốn
chia sẻ với các bạn nội dung chính là việc hợp ứng dụng cái phân heo, mà phân heo ở đây là phân heo cho ăn hoàn toàn 100% bằng bột, chúng ta dùng để nuôi trùng quế là không được các bạn, không được, con trùng quế nó không có ăn, hầu như là nó không có ăn các bạn. Thì việc nuôi con trùng quế đối với phân heo thì nó sẽ không hiệu quả bằng phân bò và phân trâu. Thì đối với nhược điểm của con trùng quế là chúng ta tốt nhất là nên dùng phân trâu hoặc là phân bò tươi đó, để nuôi đó. Rồi, video này hợp chia sẻ với các bạn như vậy. Hợp xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.